Rồi bây giờ mình qua pháp cú, bây giờ mình tới phẩm thứ 15 là phẩm An Lạc. Phẩm 15 là An Lạc. Là phẩm này nói về cái sự tranh chấp của dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ với nước Lân Bang kế bên. Hai nước này dùng chung một dòng sông. Nước đổ về và đưa vào đồng ruộng họ sinh sống bằng cái dòng sông này. Thì lúc bấy giờ nó mùa nó hạn hán. Mùa hạn hán cho nên là hai bên nói rằng thôi bây giờ nhường cho tôi đi, bên này thành Ca Tỳ La Vệ nói bên kia thôi bây giờ tôi ngủ bên tôi giờ nhường cho dân làng bên thành Ca Tỳ La Vệ đi. Thì bên này nói nếu mà nhường lấy gì tôi sống, rồi bên kia thì cũng nói nhường cho tôi đi. Thì dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ cũng nói thì nhường thì lấy gì tôi sống. Thì cuối cùng họ mới đấu nhau, họ đấu nhau và họ chuẩn bị là đem chém giết lẫn nhau, đem dao mát rồi ra chuẩn bị chém giết. Thì lúc đó Đức Phật biết, quán biết, thấy được, ngài mới lúc bây giờ nếu mà ngài tới ngài nói không người ta không nghe đâu, ngài mới dùng thần thông, ngài bay lên, ngài ngồi không trung ở phía trên giữa dòng sông và ngài mới nói rằng hỏi lý do tại sao. Thì hai bên cũng giải thích như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng các ông vì cái mạng, vì cái một chút nước, vì muốn được cho mình nhưng mà chém giết lẫn nhau thì đổ máu, thì máu nó có quý hơn nước không? Thì chắc chắn là ai cũng trả lời máu quý hơn nước. Thì Phật mới nói rằng vì cái nước mà mình chém giết lẫn nhau thì đâu có lợi lạc gì. Tại sao mình không nhường nhịn thương yêu lẫn nhau, sống trong cái sự thù hằn chém giết lẫn nhau thì cuối cùng đôi bên chỉ là đau khổ thôi. Thì sau khi ngài nói như vậy, các dân chúng hai bên hiểu được và đã tự mình bỏ gươm dao xuống và hòa hợp. Thì Đức Phật mới nói cái pháp cú là vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, tức là giữa hận thù mà mình sống không hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù đó quý vị thấy. Cho nên là những cái bài này nhiều khi mình đọc nhiều lắm. Rồi câu 198 Đức Phật nói tiếp tại cái bài pháp cú này, Đức Phật nói ba câu tích truyện này, Đức Phật nói ba câu. 198 Đức Phật nói vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. 199 là vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Các vị thấy hay không? Câu thứ nhất, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Cái này khó quý vị, nhiều khi mình hay bị lây lắm, thấy người ta thù hận nhiều cái mình gần gần riết cái mình cũng bị nhiễm luôn, mình nghe nói riết cái người đó cái mình cũng ghét theo luôn, là tự nhiên mình hận thù theo. Tức là sao, là phàm phu chúng ta là hay chạy theo cái ngoại cảnh. Cho nên Đức Phật nói mình phải biết tự làm chủ lấy mình, không để những cái ngoại cảnh nó lôi kéo mình, cái này cái chuyện này tới cái chuyện kia nó cứ lôi kéo mình. Có thể chúng ta phàm phu cũng có thể bị, nhưng mà mình phải giác ngộ, mình phải tỉnh giác. Cho nên người trí làm sao mình phải tự tại giữa những khen chê. Tại vì cái còn khen còn chê là quý vị biết là Đức Phật nói rồi là không phải là chánh pháp. Cho nên mình mà cho nên có một vị này tu tập đó quý vị, cũng bị vọng như vậy mà bị đọa làm quỷ. Một vị thầy này thì tu lâu năm, thì lúc đó bệnh nặng, bác sĩ mới tới khám bệnh. Một vị lương y tới khám bệnh xong nói rằng ông phải ăn mặn mới hết, mới khỏe. Tại vì ông quá thiếu 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 chất rồi, chỉ có ăn mặn mới khỏe được. Thì vị thầy này dứt khoát không đồng ý, nói rằng thà chết không đồng ý. Và đã dặn các vị thầy mà lo, đệ tử mà lo hầu cận á, nói cho bằng cách nào các con cũng không được làm mặn cho ta ăn. Thì sau khi ông nói như vậy, nhưng mà ông bệnh quá bị ngất xỉu, bị hôn mê, thì các đệ tử mới lén lén ép nước cháo, mà ép nước 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 thịt vô cho nó bổ béo cho nó tốt, lén cho người thầy mình dùng. Thì sau khi thầy thời gian thầy tỉnh lại, thầy mới hỏi hỏi là nấu cái gì mà ta ăn được khỏe lại vậy, tại vì cũng chưa ăn mặn cho nên đâu có biết cái nó làm sao. Thì có một thầy thật thà quá kể thiệt luôn. Thì người thầy này nghe vậy tức lên và trong cơn tức giận mà tức quá cuối cùng chết và bị đọa làm quỷ. Thì quý vị thấy sau khi đọa làm quỷ thì cái ngôi chùa đó ngày nào cũng nghe tiếng tiếng kêu, tiếng rên la và tiếng khóc than, rên la
Thì chùa đã riết đi hết, không ai ở và không ai tới luôn. Thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua, thì nghe dân chúng nói là tại sao chùa này vắng vẻ. Thì họ kể sự thật, thì vị này vẫn vào, vào và dọn dẹp và ở trong đêm đó. Thì đúng là đêm xuống thì nghe tiếng rên la khóc là rất là dễ sợ. Thì vị này mới nói một câu rằng: ông tu hành để làm gì mà không chịu tỉnh giác, phải ôm cái thân ngạ quỷ đói như vậy hoài, không sao không chịu tỉnh giác, sao chấp vào cái thân đó hoài vậy? Thì sau khi nói như vậy, tự nhiên tiếng kêu ra nó hết. Thì sau khi mà hết tiếng kêu la rồi, thì vị thiền sư mới nói tiếp: ông tu, ông chỉ chạy theo những cái lục căn, những cái cảnh trần bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, nghe những hình ảnh, thấy những hình ảnh cũng đắm nhiễm, thấy những tiếng khen cũng đắm nhiễm, thấy những cái gì bên ngoài đắm nhiễm, chỉ vì một chút, một chút cái vụ nói, ví dụ mặn, nếu chúng ta không chấp nhất vào đó quá thì chúng ta vẫn tự tại với nó. Tại cái duyên nó như vậy rồi thì sẽ ông không sẽ bị đọa lạc đến cái cận tử nghiệp, ông không phải bị đọa lạc như vậy. Ông phải tự làm chủ được lấy mình, không để những cảnh trần bên ngoài nó lôi cuốn, chỉ vì một chút xíu đó thôi mà sân giận lên, để rồi nó đọa cảnh khổ. Thì vị này nghe như vậy mới tỉnh giác, mới quỳ xuống sám hối và nhờ vậy được thoát kiếp ngạ quỷ. Tức là ông tu hành công đức vẫn có, nhưng mà chỉ vì cận tự nghiệp, một cái niệm sân quá lớn khởi lên cho nên bị đọa, nhưng mà nhờ tỉnh giác, giác ngộ cho nên thoát được kiếp. Nếu mà vẫn mê mờ, vẫn chấp vào nó thì vẫn bị đọa lạc tiếp, nhưng mà được thoát kiếp ngạ quỷ và trở về với cái quả mà tu hành ngày xưa, tu hành đoàn hoàng thì vẫn được hưởng cái phước, vẫn được hưởng cái phước đó. Thì cho nên quý vị thấy, nếu chúng ta vì những cái cảnh bên ngoài, chúng ta bị nhiều lắm, mình xem này xem kia, sân theo nó, rồi buồn theo nó, vui theo nó, tự nhiên những cái cảnh trần bên ngoài nó làm mình khổ đau. Chắc mấy vị thấy có cho nên cười thôi. Chúng ta cứ chạy theo cái đó, cho nên mình nhiều khi mình mệt tim, mình mệt theo nó, mình khổ theo đó. Nhưng mà mình không làm, đó là chúng ta không làm chủ được mình. Cho nên Đức Phật mới nói là không hận giữa hận thù đó. Nhiều khi mình vui cũng không được, vui là giữa, câu cuối Đức Phật nói đó, không vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Xã hội nó có rộn ràng gì, chúng ta vẫn tự tại, mặc nhiên chúng ta vẫn nương pháp Phật làm chủ được mình. Một người thần thông không có nghĩa là chúng ta phải bay lên trời cho cao, đi dèo dèo mới là thần thông quý vị. Đúng cái nghĩa mà chúng ta hiểu, nếu thần thông tức là người làm chủ được lấy mình, đi đến đâu vẫn an nhiên tự tại. Đó là chúng ta có thần thông, tức là không bị những cái sự cám dỗ xung quanh. Đó là chúng ta có thần thông, làm chủ được mình, là không bị nó chìm dưới biển lửa, sân giận lên không bị lôi mình theo, rồi người ta vui chơi quá cũng không lôi mình theo. Thì cái đó quý vị là làm chủ được mình. Thì cho nên những cái này rất là nguy hiểm. Thời Đức Phật còn tại thế, lúc bây giờ có một gia đình, nó có một cô con gái quý vị đẹp lắm, cho nên kén chọn. Bà mẹ biết coi tướng, nó phải kiếm người nào đủ 32 tướng tốt mới cưới. Thì khi mà bà đi, bà gặp ông chồng đi trước. Một lần ông chồng gặp Đức Phật thích quá, chạy về nói: bà ra coi tướng đi, thấy cái ông này đẹp lắm. Thì bà vợ chạy ra, đúng là 32 tướng tốt. Bà vợ nói liền: tôi sẽ gả con gái của tôi cho ông. Thì Đức Phật nói: ta cũng có cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan mà ta còn bỏ, thì huống chi con gái của ông, người ta không có màng tới những cái chuyện đó nữa. Cho nên là ông hãy kiếm người khác mà gả. Thì ông hai vợ chồng về kể lại cho đứa con gái, thì đứa con gái cái ngã nó sanh ra. Tức các quý vị, nói ta đẹp như vậy mà có một người này dám chê. Thì bắt đầu gì? Cái lòng thù hận sanh lên. Bắt đầu bà mới nghĩ cách sẽ trả thù cái ông này. Thì bà tìm cách, cuối cùng bà được làm cưới thái tử, và được lên làm vua, thái tử lên ngôi vua, và bà được phong làm hoàng hậu. Thì bà cơ hội trả thù đã đến. Thì có một lần Đức Phật đi ngang giáo hóa ở vùng đó, thì bà mới cho những người mà du đảng này kia đến chửi bới Đức Phật không còn một lời nào. Chửi ngài, ngài vẫn thản nhiên. Ngài A Nan nghe chửi chịu không nổi. Mình mà mình nghe có vài câu mình đã chịu không nổi rồi quý vị. Mà Đức Phật ngài vẫn thản nhiên. Thì lúc đó
Ngài A Nan mới nói: Đức Thế Tôn ơi, thôi mình đi qua chỗ khác đi, cho chỗ này dân chúng hỗn độn quá, hung dữ và chửi bới, con chịu không nổi. Đức Thế Tôn mới nói rằng: Nếu qua chỗ khác mà người ta chửi nữa thì con tính sao? Thì Đức A Nan mới nói rằng: Con thấy thành Ca Tỳ La Vệ đó, nơi đó dân chúng rất là thuần hiểu đạo và đã đệ tử thuần thành của Đức Thế Tôn rồi, họ hiểu, họ không chửi đâu, thôi mình về đó đi. Tại Đức Phật nói một câu rất là hay. Đức Phật nói rằng: Nếu có một vị bác sĩ giỏi, có vị bác sĩ giỏi nào mà để cái bảng rằng nơi đây chỉ trị những cái bệnh nhẹ còn bệnh nặng không trị. Có vị bác sĩ giỏi nào để cái bảng đó không? Có không? Là không. Thì Ngài A Nan nói: Dạ không, bác sĩ mà giỏi là phải trị cả những bệnh nặng cũng trị luôn mới là bác sĩ giỏi. Thì Đức Thế Tôn nói cũng vậy. Bây giờ dân họ đang bệnh, những cái vị này đang bệnh nặng mà mình không trị, mình bỏ đi, tức là mình bác sĩ dỗ. Đức Phật nói, quý vị thấy Ngài nói rất là chí lý, dẫn dụ rất là hay. Thì sau khi Đức Phật nói như vậy thì Ngài A Nan chấp nhận, nghe được, chịu kham nhẫn được. Thì giống hồi nãy bảy phương pháp diệt trừ lậu hoặc đó, nãy chúng ta mới đọc bài kinh đó, là phòng hộ hoặc là kham nhẫn, dùng phương pháp kham nhẫn để không có sân. Mình kham, không kham nhẫn được mình mới sân. Còn dù cho việc đó có sai, nếu người trí họ vẫn bình tĩnh từ từ giải quyết. Chứ còn chúng ta sân tức là chúng ta còn chưa được kham nhẫn. Cho nên quý vị, mình cho là mình phàm phu, mình cũng còn một chút bất giác, chúng ta cũng sân. Nhưng mình phải biết tỉnh giác, giác ngộ là gì. Thì Đức Phật nói xong thì Ngài A Nan tỉnh ngộ, tỉnh giác, và Ngài A Nan chấp nhận. Và dân chúng mà những người côn đồ họ đứng xung quanh, họ nghe Đức Phật nói rất là có lý. Thấy có nói cỡ nào Ngài vẫn an nhiên. Cho nên là họ quỳ xuống, sám hối đảnh lễ, sám hối Đức Thế Tôn và xin nguyện sẽ sửa bỏ. Và nhờ vậy mà đổ luôn được cái bà hoàng hậu hận thù. Cho nên quý vị thấy những cái phương pháp mà diệt trừ phiền giận cũng trong kinh Tăng Chi, là những cái bài kinh mà chúng ta đọc. Kinh Tăng Chi là số 1, Trung Bộ là kinh Tương Tung Tăng Chi Bộ, rồi Trung Bộ là số 2, rồi Tương Ưng, rồi Tiểu Bộ. Gồm có những cái tạng kinh như vậy thì mình đang đọc là như vậy. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ là có nói Đức Phật dạy bốn phương pháp để diệt trừ hận thù, diệt trừ sân hận. Thứ nhất là phải quán tâm từ. Ví dụ mình đang giận người đó quá, người đó xấu với mình, người đó không tốt với mình, thì mình phải quán cái tâm từ. Lần sau quý vị, từ là gì? Từ với bi nó đi chung, nhưng mà thật ra từ không, quý vị hay nói từ là từ bi thì không phải. Từ là ban vui. Cái thứ hai là mình ban niềm vui. Mình nghĩ rằng thôi họ có giận chửi bới gì mình cho họ niềm vui, mình nhẫn thì mình quán cái tâm từ. Tức là mình quán rằng mình nên cho mọi chúng sanh niềm vui. Cho nên thôi họ chửi mình mà họ vui, thôi mình cũng ráng kham nhẫn để cho họ vui. Họ chửi họ đã cái miệng họ vui, thì mình kham nhẫn, mình khởi tâm từ lên. Cái thứ hai là Đức Phật dạy phải quán tâm bi. Bi là gì quý vị? Là cứu khổ. Cái bi này không phải là bi lụy khổ đau, tức là mình cứu khổ. Tức là thứ nhất mình quán cho họ niềm vui, nhưng thứ hai mình nghĩ rằng người ta sân, người ta chửi, người ta mắng, người ta tạo những cái xấu, thì người đó đang gieo nghiệp xấu. Họ cũng đang đau khổ, họ đang gieo nghiệp xấu, thì mình phải gì? Mình phải kham nhẫn để gì? Để cứu khổ cho họ. Thì giống như hồi nãy dân chúng, quý vị thấy họ hung dữ, họ chửi, họ tưởng rằng họ thắng Đức Phật, họ sẽ vui. Nhưng mà thật ra họ đang tạo gì? Tạo nghiệp xấu, tạo khẩu nghiệp, tạo nghiệp xấu. Cho nên mình phải khởi tâm bi, tức là phải cứu khổ họ. Họ đang đau khổ. Những người họ đang làm như vậy, họ đang gieo nghiệp xấu, mình phải thương họ, mình cứu khổ họ, chứ mình không thể bỏ. Đó là khởi tâm bi. Để tự nhiên cái lòng sân hận mình sẽ giảm. Đây là Đức Phật dạy để mình giảm sân hận đó. Phương pháp thứ ba Ngài dạy là gì? Tức là mình phải né tránh. Tại vì có những trường hợp nhiều khi như Ngài A Nan lúc đầu Ngài nói thôi mình né đi chỗ khác đi, Đức Thế Tôn ơi chịu không nổi, đi chỗ khác đi. Nhưng mà với Đức Phật thì Ngài đâu có né nữa. Nhưng mà Ngài dạy với những vị mà giống như cái sự kham nhẫn không nhiều, không chịu nổi, thì cũng có thể né tránh. Mình né bớt để gì? Để mình tránh bớt những cái sự phiền phức. Cái thứ tư là Ngài vận dụng phương pháp xả.
là chúng ta phải vận dụng phương pháp xả bỏ. Chúng ta mới nói rằng cuộc đời này vô thường giả tạm, gặp nhau hôm nay không biết ngày mai có gặp lại không, cho nên thôi có gì cũng xả bỏ hết, quán cái xả, tâm xả, tự nhiên mình nhẹ nhàng. Còn mình ôm giữ là mình là người khổ đau nhất. Cho nên ngài mới nói diệt trừ sân hận, cái phương pháp thứ tư đó là xả. Phương pháp thứ năm đó là gì? Phải quán rằng mỗi chúng sanh là người chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Là sao quý vị? Mình là chủ nhân của nghiệp này, mình nói ra lời ác này, mình nghĩ ác này, mình làm ác, mình là người chủ chứ không ai hết. Cho rằng mình sỉ nhục người khác, mình làm xấu người khác, thì cái đó mình là người chủ nhân và mình là người thừa tự là gì quý vị? Thừa kế nó. Mình phải thừa kế và mình lãnh chịu cái quả chứ không ai khác hết. Cho nên khi mình quán như vậy, mình nghĩ rằng nếu họ đang sân thì họ là đang gì? Làm chủ của sân hận và thừa tự cái quả khổ đau. Nếu mình cũng vì như vậy mình mà sân theo, mình cũng gì? Mình cũng thừa tự cái khổ đau luôn, mình cũng làm chủ. Thì cho nên nếu người làm chủ được, chúng ta phải tự tại trước những cái đó. Thì cho nên cái câu này Đức Phật nói hay, rất là hay. Giữa những người thù hận, chúng ta sống không hận thù, thì như vậy ta mới an lạc. Cái thứ hai là vui thay, chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Có một vị thầy thiền sư tu tập đó quý vị, mắc một căn bệnh nan y. Vị này nguyện rất là hay, không khổ đau. Vị này nguyện rằng là nếu giả sử cái nghiệp quả con phải trả, con chấp nhận cái bệnh này sẽ bị đọa, sau khi mà bỏ thân này con phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con vẫn chấp nhận, nhưng xin cho con đừng mất cái tánh giác của mình. Phải giữ tánh giác của mình để phát nguyện tu tập, và con chấp nhận cả cái nghiệp này cho dù nó đau đớn đến cỡ nào, con vẫn chấp nhận trả nó và vui vẻ và sám hối, miễn giữ được cái tánh giác để tu tập. Nhiều khi á, mình bệnh quá mình nói mình thấy kinh cũng như gì, mình thấy kinh sợ luôn, mình đâu có dám tụng, mình mệt rồi. Quý vị thấy không? Mình là vậy đó. Hoặc mình mệt quá mình nói nghe chú nghe kinh gì nhức đầu nhức óc mệt. Có nhiều vị ban đầu siêng tu nhưng mà bị một cái bệnh gì đó tự nhiên buông hết, không còn sức lực, không muốn nghĩ tới cái vấn đề tu tập. Thì cho nên một vị thiền sư này bệnh nan y sắp chết mà ngài vẫn nguyện như vậy, chấp nhận trả nghiệp của mình và làm sao để tánh giác của mình vẫn có để gì, để con đường tu tập tiếp tục. Thì nhờ cái nguyện vững chắc vậy cho nên thời gian ổng chuyển hết cái nghiệp, ngài thiền sư chuyển hết nghiệp và cái bệnh cũng hết luôn. Cho nên quý vị nếu gặp những con bệnh gì mà nhiều khi bác sĩ không trị được thì chúng ta chỉ dùng cái tâm lực của mình, cái định lực của mình tu tập để mình chuyển, mình chấp nhận trả nghiệp thì chúng ta sẽ hết. Cho nên quý vị nhớ cái câu 198 Phật dạy là vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Tức là cho dù xung quanh đều, nhiều khi nhiều người thấy người ta bệnh nhiều quá đó, cái tự nhiên khổ lo sợ, cái tự nhiên hoảng hốt rồi riết cái bệnh theo luôn. Cái đó có đó quý vị. Đó đó, nhiều vị hoảng sợ quá rồi bệnh đau theo luôn. Cho nên là cái đó cũng khổ. Mình phải làm chủ được. Và câu 199 rất là hay. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Nhất là thời đại kỹ thuật công nghệ này, quý vị biết nó làm đủ kiểu hết. Chúng ta nếu cứ chạy theo những cái rộn ràng đó, chúng ta sẽ buồn vui theo nó và mình cũng khổ theo luôn. Nếu mà được vừa ý mình thì mình cũng vui, mà không được vừa ý mình cũng khổ. Cho nên là mình quán mình không bạc, mình không đề cập tới nhiều để gì, để tâm mình tự tại, mình làm chủ được mình. Mình nương chỉ nương pháp Phật, lời dạy của Phật để mình tu, cái tự nhiên mình an lạc. Cho nên giữa những người rộn ràng mà ta sống không rộn ràng, thì cái đó là chúng ta biết làm chủ mình. Quý vị có thực tập được ba câu này chưa? Mà ráng tập quý vị ha. Tất cả cũng phải tập thôi. Ngay cả bản thân mấy xưa cũng vậy quý vị. Có những lúc cũng có rộn ràng theo, nhưng mà tỉnh giác lại, nói mình không nên, cũng không cần, đúng sai gì cũng không cần thiết luôn. Để được cái gì cuối cùng rồi cũng thắng thì cũng vui, nhưng mà người mà không được vừa ý thì cũng sẽ khổ, rồi cũng không được gì hết. Cho nên mình cứ nương pháp Phật mình tu. Rồi còn hết thắc mắc ha.